Thưa quý vị, mới đây Thành Mỹ đã có chia sẻ cực gắt trên trang cá nhân về vấn đề hot hòn hột của vợ chồng Phô Liêm Sĩ, Bảy Báo, Bảy Khọt Xèo. Từ đây chúng ta vô tình phát hiện ra những sự thật vô cùng chấn động. Bùm Bùm, Thành Mỹ, nhà báo Song Minh và có cả nữ nghệ sĩ Ngọc Huyền sẽ trở thành những nhân chứng hữu hiệu phản tố lại những lời nói bịa đặt từ vợ chồng bất nhân kia. Thưa quý vị, hôm qua trong các hội nhóm bàn tán về drama Loan Phượng, những ai thuộc phía Hiệp hội Yêu Thương, ai ai cũng lấy làm ngao ngán với những phát ngôn thiếu não đến từ người đàn ông tồi tệ Bảy Báo và người phụ nữ ở dơ nhất vịnh Bắc Bộ, bà Bảy Khọt Xèo. Ông Bảy Báo thì vô cùng tự hào khi sau bao nhiêu fan gây sóng gió, tạo nợ, gây nần, giang hồ xã hội đen đến nhà tìm kiếm thì kết quả những lần đó đều như một, đó là ông Bảy Báo đã được xóa nợ thành công thông qua sự giúp đỡ, hy sinh của anh Nam Vũ Linh. Nói thật là một thằng đàn ông đã có gia đình, có con như ông Bảy Báo, đã thế còn là một nghệ sĩ, cải lương cũng khá nổi tiếng vì mang danh phận là em trai út của ông Hoàng Cải Lương Hậu Quảng. Với những danh phận như thế mà ông Bảy Báo lại bị mang tiếng là nợ nần chồng chất. Vậy mà ông ta không biết nhục, mà ông ta còn vô cùng tự hào, không biết cảm ơn anh mình rồi hối lỗi. Đã thế mà còn ở đó tự hào khoe khoang, kiểu kiếp trước tôi tự đạo dữ lắm, nên kiếp này may mắn được làm em của anh Nam Phủ Linh. Gây nợ cây nần được anh Nam bung tiền ra trả, nhục như thế mà ông Bảy Báo cũng nói được. Còn bà Bảy Khọt Xèo, nữ hoàng cô tách chuyên luyện huyết ngải thì lại hô hào rằng anh Nam đơn độc nên việc anh Nam lo lắng cho em út là đúng rồi. Ô là trời, nói được cái câu này thì phải công nhận rằng là bà ta đúng là một kiểu người phụ nữ độc mồm ác miệng, không vợ không con, cụm từ này nặng nề như vậy mà cũng dám dùng để miêu tả nam thần tượng của biết bao nhiêu thế hệ khán giả. Câu nói này của bà Bảy Khọt Xèo đã vô tình khiến cộng đồng mạng vô cùng dậy sóng. Nguyên văn của bà ta nói rằng, thì anh Nam không vợ không con, anh Nam lo cho các em. Câu nói từ người đàn bà, người em dâu không được công nhận này, thật sự là đáng sợ. Đúng là cái thứ ở dơ, dơ từ vẻ bề ngoài cho đến ở trong lòng. Lòng dạ quả mù mô, thật hiểm ác. Con gái của chú sống bên cạnh chú 37 năm qua, mà giờ nói là không con. Vợ chú mất sớm, chứ không phải là chú không có vợ. Đâu cái thứ muốn làm vợ ông Bảy, làm dâu nhà họ Võ, nhưng không được cổ nghệ sĩ công nhận, nên bây giờ bà ta phủ nhận luôn sự tồn tại của vợ và con của cổ nghệ sĩ. Đúng là cái thứ rắn độc. Phía ruột thịt kền kền, ngoài Ruby ra thì ai ai cũng đã trên 18 tuổi hết rồi, có phải còn nhỏ dưới vị thành niên nữa đâu mà suốt ngày cứ ăn bám cổ nghệ sĩ hoài như vậy. Tự lập đi chứ, nhất là ông Bảy Báo và bà Sáu Bào. Sống đến ngày hôm nay, sắp nằm xuống lỗ rồi, mà sao vẫn ngu quá vậy, sống vậy mà ai nể. Rồi sau này chết đi, ai mà đến thắp hương cho hả? Cả một tập đoàn không biết nhục, còn lên đây nói cho cả thế giới biết mình đã làm khổ cả cuộc đời anh của mình như thế nào. Giờ chú đã về với cõi Phật rồi, mà vẫn không yên với các người. Kiếp này chú đã trọn vẹn rồi, và kiếp sau xin chú đừng có làm anh em gì với cái lũ báo đời vô liêm sĩ này nữa. Và cái sự xấu xa, đê tiện, bẩn bựa, vô nhân tính của bọn này, cụ thể trong chuyện lần này thuộc về vị trí của ông Bảy Báo và bà Bảy Khọt Xèo, và họ đã được Thành Mỹ vạch mặt, bóc tách từng sự thật như sau. Tối qua Thành Mỹ đã có một dòng tâm sự rằng, cái số anh nói vậy rồi. Thành Mỹ thuật lại câu nói của bà Bảy Khọt Xèo, sau đó Thành Mỹ vô thẳng vấn đề như sau. Má ơi má, tới bây giờ luôn rồi mà má vẫn còn nghĩ trong đầu là má được ngồi chung mâm với chủ của con hả? Cái gia đình này chưa một phút giây nào công nhận má là con dâu đâu, tỉnh táo lên. Tuổi này chưa có tắc thợ thì đừng có nói nhảm nữa. Citatus này của Thành Mỹ đã thể hiện quá rõ ràng rằng cái thân phận em dâu của bà Bảy Khọt Xèo là do bà ấy tự phong, tự cấp, tự luyến, tự theo trai, tự theo người ta về nhà, ở xong rồi không được công nhận. Lúc cổ nghệ sĩ còn sống, có lần nào bà Bảy tự mở miệng ra nói rằng mình là em dâu đâu? Nhưng khi cố nghệ sĩ vừa nằm xuống thì một câu cũng em dâu, hai câu cũng em dâu, ăn nói hàm hồ, giờ con cháu nó vạch mặt, nhục chưa? Cũng như cái thằng tiểu hàng sản, một tiếng là cháu ruột Bác Năm, hai tiếng là truyền nhân của Bác Năm, ba tiếng là cháu ruột của nhà họ Võ. U là trời, bớt sống ảo lại, để cho cuộc đời này nó bớt tào lao và cái đầu nó bớt ngáo nha, nhỏ ơi. Cái hành vi đeo tang của nhỏ đó, của nghệ sĩ không có công nhận đâu nha. Đeo tang cái kiểu đó, cẩn thận là đang trù yểm bà mẹ ruột Bảy Khọt Xèo đó nha, nhỏ Hàn Quốc. Và thưa quý vị, sự việc bà Bảy Khọt Xèo này chưa một lần nào được cố nghệ sĩ công nhận là con dâu của nhà họ Võ cũng được Bùm Bùm làm sáng tỏ với lời lẽ. Họ nói dối đến mức không ngờ luôn đó. Sao có thể tự tin đến mức như vậy? Bác từ chối thẳng thừng trước mặt luôn mà. Còn nói được như vậy, quá sợ hãi và càng thấy thương Bác Năm nhiều hơn.
Thưa quý vị, câu nói vô cùng chắc chắn của Bùm Bùm, bác từ chối thẳng thừng trước mặt luôn. Tưởng tượng tới cái cảnh đó mà nó nhục nhã thay cho bà Bảy khò xèo. Ôi, thì là theo trai, nhưng mà nhà trai họ từ chối, đồ cái thứ phụ nữ kỳ cục. Và thưa quý vị, trong vụ việc của bà Bảy khò xèo có thêm hai nhân chứng vô cùng có giá trị nữa là nhà báo Song Minh và nghệ sĩ Ngọc Quyền. Nhà báo đã bình luận dưới bài viết của Thành Mỹ rằng anh chỉ biết cười khi xem má Mỹ. Vì chính anh đã từng nghe chủ Nam kể rất nhiều, nhất là cái thời ở dưới nhà Thủ Đức. Nhà báo Song Minh còn cho biết thêm, hôm bác Nam em kể, anh có nghe và còn có cô Ngọc Huyền nữa chứ, không phải chỉ mình anh đâu nha. Thưa quý vị, thông qua câu nói này, không chỉ mình anh đâu nha, thì rất có thể ngoài nghệ sĩ Ngọc Huyền, còn có rất nhiều người nghệ sĩ khác đã biết đến vấn đề này. Huống hồ gì, nhà báo Song Minh còn nói rằng, từng được nghe chú Nam em kể rất nhiều, ở đây rất nhiều, chúng ta có thể hiểu theo kiểu là kể rất nhiều lần như vậy, thì có rất rất nhiều người biết đến vấn đề này của bà Bảy khò xèo. Bảy khò xèo ơi là Bảy khò xèo, nhục nhã quá bà Bảy khò xèo à, chuyện ai cũng biết. Có thể nói rằng, cứ một mét vuông đất thì đã có một người làm chứng cho sự bị từ chối của bà em dâu này. Mà bà Bảy khò xèo vớ mạnh miệng quá hen, đúng là dân chơi huyết ngại, chỉ sợ ngãi quật, chứ đâu sợ nghiệp quật. Nhưng nghiệp quật đôi khi nó cũng không thua gì ngãi quật đâu nha. Thưa quý vị, khi nhắc tới câu nói của bà Bảy khò xèo, anh Năm không vợ không con, thì lo cho em út là điều hiển nhiên. Nói thật là chúng tôi cũng bị dồn máu lên não. Thật đó nghe. Giống như đây là nghĩa vụ của chú phải làm như vậy. Kiểu như không lo cho vợ, cho con được, thì tiền bạc phải để lại cho em của chú, chứ để không làm gì. Nghe nó thật sự khó chịu. Đúng là anh em phải giúp đỡ nhau, không sai. Nhưng không ai giúp đỡ tới mức sức cùng lực kiệt như vậy đâu, bà Bảy khò xèo à. Tới lúc chú mất, ngoài việc đeo tang trên đầu để thầu đám tang, thì các người có làm được chuyện gì để đền đáp cho chú chưa? Khốn nạn quá Bảy khò xèo ơi. Ông Bảy báo à, đúng là ông báo thiệt sự. Ông là người con trai duy nhất còn sót lại của nhà họ Võ, ở thế hệ bậc cha bậc chú. Vậy mà giờ sống như vậy, nhục chưa?